Hello, xin chào thầy anh em nhé. Thì hôm nay em Hưng đã đi tuyển cho anh em một chiến binh VIP anh em nhé. Chiến binh dàn cứng cà phê VIP luôn để cho anh mình về chơi cuối tuần cà phê cà pháo với anh em. Đó thì chiến binh rất là tiềm năng anh em nhé. Đấy, tiềm năng luôn để anh em về chăm thêm mồi tươi, thêm lắng, tập lực để anh em về móc số luôn. Đấy thì chú chim em giới thiệu đến anh em là chú chim lồng sinh anh em nhé. Đó, anh em nhìn bóng bộ rất đẹp đúng không? Đấy, tép dàn cho anh em xem luôn. Đó. Thì có chim cò nhưng cũng phải thực tế, nói mồm thì bảo nói phép. Đó, đây là thực tế. Đấy, móc lên chơi cho anh em xem luôn. Đó, anh em là ưng thì alo trực tiếp cho em Hưng qua số điện thoại em để trên góc màn hình kia. Đó, thì chú chim này em giao lưu mức phí với anh em là 3.7 anh em nhé. Đấy, 3.700.000 đồng là anh em sở hữu chú chim dàn cứng cà phê VIP rồi. Đấy, chú chim này về anh em chăm thêm mồi tươi với lực thêm lắng là anh em quen nhà, quen chủ, mặt chủ tầm chục hôm là anh em có thể mang đi móc số giải cà phê tại tầm 300k anh em ạ. Đấy, dần dần anh em phải mới đánh giải như vậy anh em ạ. Cái gì cái dần dần đó. Chú chim này được 2.5 vụ anh em nhé, được 2.5 vụ rồi. Đó, thông báo luôn anh em là được 2.5 vụ. Đó, anh em nhìn bóng bộ này rất đẹp đúng không? Đó, bóng bộ rất là to, chim dài. Đấy, gốc màu to, đầu to luôn anh em ạ. Màu hơi đá lân một chút. Đó, cánh xạ. Anh em xem nét chơi găm chị dí chim rất tốt đúng không? Đó. Đúng tiêu chí của anh em. Cầu cánh mỏ đủ cá anh em nhé. Đấy, cầu cánh mỏ đủ cá luôn. Dừng là mỏ. Đấy, dừng cầu là mỏ luôn. Đấy anh em xem. Mỏ rất là dày luôn anh em ạ. Đó. Thì cái mức phí giao lưu với anh em, em giao lưu với anh em là mức phí là 3.7 anh em nhé. Đấy, anh em là bồ kết thì alo trực tiếp cho em xung em Hưng qua số điện thoại trên màn hình. Đấy, số điện thoại 33 của em thì là có Zalo em nhé. Anh em kết bạn là có cả Zalo. Đó, anh em chụp hình lại và tin nhắn qua Zalo để em Hưng biết. Anh em Hưng trao đổi và giao lưu với anh em. Đó. Thì chú chim này được 2.5 vụ, nhưng mà chú chim này rất là bản lĩnh anh em ạ. Đấy, đánh rất là tốt luôn. Đấy, anh em xem này, săn đủ mặt luôn. Đó. Nhiều khi em để ý những chú chim bên cạnh lơm nó luôn. Đấy. Bởi vì chú chim này đánh rất là tốt luôn anh em ạ. Lên thể lực đánh rất là tốt. Đấy, em test dàn luôn hôm nay. Em đi test hôm nay là em test con chú chim này được hơn 1.5 tiếng anh em nhá. Đấy, hơn 1.5 tiếng. Đấy, em nó công khai luôn thì nó dễ. Anh em mà mà mỏ mệt lắm. Anh em về anh em mà em nói luôn là chú chim này về anh em muốn đi thi, anh em về anh em phải chăm thêm, thêm nắng, thêm lửa, thêm thuốc, thêm lửa mồi tươi để anh em móc đi móc số đấy anh em nhé. Đó, cái gì cái con chim cò anh em phải từ từ thì anh em mới thể chơi được. Anh em đùng cái anh em muốn con chim mà nhận cái này đi chơi luôn thì rất là khó anh em ạ. Bởi vì thay đổi thời tiết này. Đấy, thay đổi thời tiết nhiều khi con chim vào nó chưa quen được khí hậu, đi vận chuyển đường xá xa xôi. Đó. Thì nhiều con chim nữa anh em lơi xa gửi chim vô mất tầm 2 ngày anh em nhận